Xin chào mọi người, em là Khánh Linh, hay mọi người còn gọi em với biệt danh Dino. Nữ tính, nhẹ nhàng nhưng em cũng rất cá tính và năng động. Em đã vượt hơn 2.000 km đến đây để tìm một người mà từ trước đến nay em chỉ theo dõi ở trên điện thoại thôi. Anh ấy khiến em rung động bởi tính cách hoạt bát, ấm áp và đặc biệt là đôi mắt hai mí đầy cuốn hút. Ngày hôm nay em đến đây không chỉ cho anh thấy được sự xuất hiện của em, mà hy vọng chúng mình sẽ cùng dắt tay nhau về với những cảm xúc ngọt ngào. Em muốn cùng anh đi dạo khắp phố phường Hà Nội đầy thơ mộng. Về cùng em nhé. Thì em đến đây em có vác theo được một người em có mang theo được một chị trợ lý, nói chung là một chị gái luôn, một chị gái cũng kèm trợ lý luôn. Mong là chị sẽ nhả vía cho em. Người ta nói thì mê trai đầu thai mới hết, nên là nói chung thì em vía em cũng tốt, nhả vía cho bé có người yêu. Mong là sau chương trình này bé có thể dắt được chăm chắc của mình về nhà. Mời đẹp. Còn nếu mà không dẫn được chàng trai của em trong chương trình này về thì cứ về với chị, không có người này ta có người khác. Được. Nhưng mà trong đây anh nào đúng giống gu của em nhất? Anh Trung Huy. Anh Trung Huy. Anh La Han. La Han. Gia Long. Gia Long. Ok, cảm ơn. 1-0. Nhưng mà theo như đó, đi về theo thôi, như tôi đi nghĩ về. Chương trình là sẽ có cú tít thì những gương mặt này có thể là sẽ bị loại ngay từ đầu. Loại. Tôi nghĩ là chúng mình hôm nay phải đoàn kết cậu ạ. Ừ, đúng vậy. Hôm nay anh em mình về thành một team đi. Chúng mình mà hôm nay mà tách ra là không thể nào. Đúng rồi. Phải nữ được. Chiến đấu là phái nữ đúng không? Không được, không được như thế. Thì anh anh sẽ bên cạnh em. Anh nữa, anh nữa, anh nữa. Anh nữa, anh nữa, anh nữa. Anh sẽ bảo vệ phái nữ. Anh sẽ bảo vệ phái nữ. Really? Yeah. Trời ơi, anh Huy bấm luôn nè. Wow. Wow. Oh my god. Mời em lên và chúng ta sẽ có một màn tỏ tình ngược ngay bây giờ. Ok, anh lên luôn. Không, không, chị đùa, chưa. Chưa, từ. Mình phải phá lệ chứ. Anh nôn nóng lắm rồi. Hả? Tôi, chúc mừng Gia Long nhé.
Chị yêu đừng giận anh nữa. Trời, cưng gì trời. Thôi, ôm pháp mà. Tình là yêu lắm, tình là thương lắm mà chẳng một ai muốn hiểu. Vậy mà em cứ dặn lòng cố chấp cứ đứng lòng cái nào. Vì anh, ánh mắt sáng người như ngàn tình. Mắt em đẹp lắm. Mắt em đẹp ạ? À? Mắt em đẹp thôi chứ còn lại em xấu. Không, mọi thứ hoàn hảo ấy, nhưng mắt em đẹp, mắt em rất là đẹp. Mắt đẹp nhất. À, vâng. Em thấy cả khuôn mặt anh đều hoàn hảo hết. Chả chỗ nào xấu cả. Mà anh khen mỗi mắt em đẹp. Mà anh khen mỗi mắt em đẹp. Tức là em mọi thứ đều hoàn hảo rồi, nhưng mà anh thấy đôi mắt em rất là đẹp. Mà cảm ơn ai. Mà đẹp hơn nữa là khi em nhìn anh. Mà đẹp hơn nữa là khi em nhìn anh. Wow. Đẹp vô thật sự luôn á. Em nghĩ là thì... em nghĩ là sắp tới Cống Lở sắp có thành viên mới rồi. Cống Lở sắp có thành viên mới rồi. Ui. Ui. Ấy à. Anh có gặp em ở đâu đấy rồi, anh nhìn em quen lắm. Anh not friend em mà. Anh not friend em mà. Thì ra ai à, thì ra đây. Thì ra. Thì ra là cậu ư. Thì ra là vậy. Anh hát cho em nghe mà. Oh no. Thì ra. Ủa. Lúc đầu có hỏi là cách tán crush của Bin như nào mà Bin bảo chỉ bảo là rep Facebook rồi bắt đầu xem đồ thôi. Hóa ra có cả hát cho nghe nữa cơ. Chắc là lúc đấy đơn phương nên là mới hát bài mở lời đầu tiên đúng không? Mọi người để tôi nói một câu nha. Tao biết đâu em là crush của anh thì sao, đúng không? Thế thì anh phải biết em chứ sao anh lại bảo em là quen. Thế thì anh phải biết em chứ sao anh lại bảo em là quen. Đúng rồi. Loại. Anh chào em. Dạ thì anh. Chúng ta chưa nói chuyện nhiều, chưa có tìm hiểu về những từ khóa, nhưng mà em là mẫu người mà anh rất là thích. Điều thứ tư năm sáu, trước khi lên xe anh phải gạt chiên trống, trước khi lên ga anh phải cài quai nón, sáng tóc hài tối trả bài anh phải xài hai món, sáng tóc hài tối trả bài anh phải xài hai món. Ok, em hết giận rồi anh ơi. Chị từ từ. À, sao vậy? Tim em có gián điệp. Đi về, đi về, đi về, đi về. Sao anh em ngồi cho em? Ủa sao? Sao em ngồi cho anh? Ủa sao? Sao em ngồi cho anh? Trời ơi, chứng tỏ là Khánh Linh ngày hôm nay của chúng ta làm cho các chàng trai điên đảo tâm hồn, không còn nhớ vị trí của mình ở đâu luôn rồi. Chị sẽ say giết với những người chân thành với chị. Còn say no với anh Trung Huy. Say no với anh Trung Huy. Anh ngoan. Không phải giống với anh Trung Huy mà quan trọng khẳng định là say no với say anh, no Trung với anh Trung Huy. Say no với anh Trung Huy.